nếu chỉ vì chân tình mà đời ta nhiều lúc khóc cũng phũ phàng, lặng nghe tim nhói đau với nhiều ưu phiền càng thêm chán ngán. Vẫn xin là chính mình bằng tình yêu nồng thắm chấp nhận bẽ bàng, bằng tình yêu thiết tha vượt qua khó khăn, vượt qua bóng tối. Lòng mình dối chân tình như ước mơ, với tất cả chiều mến đem lại hạnh phúc đắp xây, ước mong đời nhau sẽ thêm thật nhiều niềm vui tiếng cười. Lòng mình mãi chân nếu dì gọi em tới, vì dì đang buồn về chuyện Hoàng Anh, cần có một người để chia sẻ thì em cứ nói thật cho anh biết. Vì sao chuyện đó mà em còn nói dối anh chứ? Em nhất định muốn anh phải nghĩ những điều không tốt về em sao? Nếu mà anh muốn nghĩ những gì không tốt về em á, thì anh cứ nghĩ như vậy đi. Em biết chuyện em đi gặp chủ tịch không có gì xấu hết, cũng không có lý do gì để em phải giấu hết. Nhưng mà cái chính là thái độ của anh kìa. Anh tưởng những gì anh đang lo lắng trong lòng anh em không biết hả? Em rất kính phục cô Tuyền và muốn học hỏi từ cô trên nhiều phương diện. Là một nhà thiết kế, và việc cô Tuyền mời em về nhà chơi thuần túy chỉ là hai cô cháu nói chuyện thôi mà, chứ có lý do gì đâu. Nếu mà anh không tin thì anh cứ đi hỏi anh Hoàng Anh đi, để coi coi em đã gặp anh ấy bao nhiêu lần, em với anh ấy có nói chuyện riêng gì đặc biệt không. Anh xin lỗi mà, em đừng có khóc nữa. Nếu như mà anh là một người bạn bình thường thì em sẽ bình thản để nói chuyện đó với anh. Nhưng mà em đã làm gì để khiến anh phải phập phòng lo lắng, đầy nghi ngại nếu em đến gặp Hoàng Anh? Bây giờ anh nói đi, em đã làm tổn thương anh hả? Em không làm được, em không làm được chuyện đó mà. Là lỗi của anh. Từ nay anh sẽ không như vậy nữa đâu. Em cứ làm những gì em muốn, không cần giải thích gì với anh hết. Anh yêu em và tin tưởng ở em Yến à. Em ghét anh, em ghét anh lắm, em ghét anh. Tại sao lại đối xử với em như vậy mà không phải là ai khác đối xử với em? Hay là anh biết em có tình cảm sâu sắc với anh nên anh cố tình bức ép em đúng không? Sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu em. Làm sao anh có thể làm tổn thương một người mà anh đang có tình cảm, mà cũng là người yêu của anh chứ? Mẹ đi mua đồ rồi, chứ về đâu mình đừng có sợ. Ngày mai á, Dân đi với mẹ đến nhà mở tiền cho Sài Gòn chơi rồi. Mình thích quà gì nói đi. Ngồi xuống đi. Sao? Mình thích quà gì nói đi. Mấy bữa nữa Dân về cho mua cho. Trời ơi, làm như Minh là em bé lên ba vậy đó. Quà gì mà quà?
Dân thấy á, mình còn con nít lắm luôn á, đâu có giống người lớn đâu. Uống nước đi. Ê, mình mày là con nít hả? Dân mới là con nít thì có. Suốt ngày cứ tung tăng với nhai nhảnh, cộng thêm cái ngoại hình Ngoại hình của tôi sao hả? Thì tròn tròn giống Barbie, rất đáng yêu, chứ còn gì nữa. Thiệt không? Nè, bữa nay ăn trúng cái gì mà khen tôi đáng yêu vậy? Tôi nghi quá à, tôi sợ động đất luôn á. Mà Dân đi chơi nhanh rồi về nha. Dân đi lâu, ở đây không có ai cãi lộn với Minh hết, buồn lắm. Ừ, tôi biết rồi. Ê! Trời đất ơi, lớn rồi còn sợ ma hả? Em dám chọc chị hả? Chọc chị gì đâu? Chị chém chết em bây giờ. Khổ ghê. Nhỏ con mà búp mạnh thấy sợ luôn. Xích bộ anh coi. Nè, em đi đâu mà giờ này mới về vậy? Hỏng ở nhà bảo vệ chị không? Để chị bị người ta ăn hiếp á. Xem chút nữa là chị bị tan xương nát thịt em biết không? Tan xương nát thịt luôn hả? À, đừng có nói xem phim kinh dị rồi bị nhiễm nghe chưa. Ai nói với em chị xem phim kinh dị hồi nào là thiệt á? Là sao? Mới vừa đi ra ngoài có tí xíu à, có chuyện gì xảy ra? Nè, đừng có nói là gây chuyện lớn trong nhà rồi nghe chưa. Không phải đâu, mà lạ hả? Ừ, sao? Đi. Ờ, người cứu em á. Kim Yến á hả? Ừ. Ờ, sao? Ờ, chị Kim Yến á, chị thấy... Khổ quá à, bà Dân Lùng ơi. Hôm nay bà sao vậy? Bình thường á thì nói chuyện ao 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 ao, hôm nay ấp áp úng là sao? Chuyện gì? Thôi được rồi, chị nói với em luôn nè. Em thích chị Kim Yến phải không? Ừ, thì sao? Thích thiệt không? Gì vậy? Thích thì thích chứ có gì đâu. Thích nè, ghét giận. Ờ, sao tình dung với em? Ai biết thích làm chi? Hả? Ê. Ê, chị Dân Lùng. Gì kỳ vậy đó? Hỏi cho đã rồi tự nhiên quýnh mình. Khuya rồi mà chưa đi ngủ hả con? Dạ con học xong bài này rồi con đi ngủ mà. Gần đây á, mẹ thấy con hơi ốm đó. Bài vở nhiều lắm hả con? Dạ, năm nay cuối cấp rồi, con phải học cho thật tốt. Con muốn sau này á, phải giúp đỡ được cho ba mẹ và cho chị hai đỡ khổ nữa. Con biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Thôi, con lo học bài cho xong đi, rồi con đi ngủ nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Dạ, con biết rồi mẹ. Rồi Duyên sẽ qua Mỹ định cư theo chồng, còn Dân chắc sẽ về Sài Gòn học. Sao tự nhiên mình cảm thấy buồn quá vậy ta?
Ai mà gọi sớm vậy không biết nữa. Anh đã dậy chưa? Em không biết là em gọi giờ này có làm phiền anh không nữa. Kim Yến hả? Anh cũng thức được một lúc rồi. Nhưng mà hôm nay lạ nha, sao gọi cho anh sớm vậy? Câu này hả? Dường như là không có thiện chí nghe điện thoại của em chút nào hết phải không? Vậy thôi, mai mốt em không thèm gọi nữa. Hôm nay anh có tới tập đoàn không vậy? Sáng nay anh có việc phải xuống một số cửa hàng chi nhánh rồi, nên anh không tới tập đoàn được. Mà có chuyện gì không em? Cũng không có chuyện gì quan trọng hết á. Em tính là trưa nay mình cùng đi ăn trưa, uống cà phê một chút. Bây giờ hả, công việc nhiều quá, em thấy mình căng thẳng quá. Nhưng mà nếu mà anh bận công chuyện thì thôi. Ấy, không, anh sắp xếp được mà. Thôi, bây giờ anh sẽ xuống mấy cửa hàng chi nhánh để kiểm tra nhân sự và gian hàng các mẫu trưng bày của bộ sưu tập thu đông sắp tới. Nhưng mà chắc tới trưa là xong rồi. Vậy ha, trưa gặp em. Vậy hết giờ làm việc buổi trưa, em chờ anh ở tập đoàn nha. Ừ, vậy ha, trưa anh tới đón em. Ni nói là thích con nhỏ đó sao? Dạ thì vậy đó mẹ. Con cũng không biết nó nghĩ gì sao mà hả, đi thích con nhỏ đó nữa. Người đâu không có ra gì hết trơn. Con không được nói như vậy. Mợ mà nghe thấy không có hay ho chút nào đâu. Mợ đâu có nhà đâu mẹ. Mà hả, con nghĩ tại vì mợ quý cô ta nên từ từ làm Ni siêu lòng theo luôn á mẹ. Con cứ tưởng tượng cảnh mà Ni rơi vào tay của cô ta chắc là khủng khiếp lắm á mẹ. Không lẽ tương lai của Ni cũng giống cậu hay sao? Không hề có hạnh phúc vợ chồng mà cũng á. Con im ngay đi. Mẹ, con xin lỗi mà, ý con không phải vậy đâu. Mẹ không hiểu sao con lại có thể nói ra những lời như vậy được. Mẹ thì con xin lỗi mẹ mà. Con thứ cho mẹ ha. Con hứa là sau này con không nói sai gì nữa đâu. Sau này á, khi nói chuyện á, con nhất định sẽ lựa lời mà ha. Mẹ tha thứ cho con đi. Thôi được rồi, mẹ cũng chẳng có trách con. Nhưng mà trước khi muốn nói cái gì á, là phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới nói nghe không. Mai mốt mẹ không muốn nghe những lời như vậy nữa. Dạ con biết rồi. Vậy là mẹ hết giận con rồi phải không? Hay quá, mẹ hết giận rồi. Trời, con nè. Dạ em chào chị. Dạ mời chị. Dạ mời chị ngồi. Cái chậu này á lại phải tưới nước nhiều vô, lá nó mới xanh tươi được, phải không? Dạ, dạ. Em mời chị ngồi. Sao? Rồi chừng nào em dọn đi? Đã quá hạn mấy ngày rồi đó. Em cũng phải để cho tôi cho người khác mướn nữa chứ. Dạ em biết, nhưng mà em chưa tìm được nhà. Chị thông cảm cho em nha chị. Chị thông cảm cho em? Rồi ai thông cảm cho chị? Em cũng biết đó, chị có mỗi căn nhà này để cho thuê, để kiếm sống, chứ đâu có nguồn thu nào khác đâu. Chị cũng biết á, là hoàn cảnh của em đang gặp khó khăn. Nhưng mà chị đâu phải là tổ chức bảo trợ xã hội đâu. Chị đã quyết định rồi, em phải thu xếp
dọn ngay trong ngày hôm nay cho chị. Chị ơi, chị cho em thêm một ngày nữa được không chị? Em sẽ cố gắng đi tìm nhà khác. Chứ bây giờ chị bắt em dọn đi, thiệt tình em không biết đi đâu hết chị ơi. Thôi được rồi, thấy em hiền lành, ngoan ngoãn, lại chịu khó, chị cũng thương. Ở đây vài bữa kiếm nhà khác. Nhưng mà nếu mà có người nào tới thuê á, là phải dọn đi liền nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. À, mà em nè. Hả? Gì? Em có nói chuyện với mợ chưa vợ? Chuyện em đi làm á. À, em chưa có cơ hội. Mà thôi, chắc mẹ cũng không quan tâm đến chuyện này đâu. Chị nghĩ á, em đừng có nghĩ vậy. Lúc nào á mợ cũng thương em hết á. Em chỉ thấy là mẹ lo lắng cho công ty, sợ là sau này sẽ không có người tiếp quản. Thôi, em cứ nghĩ vậy hoài á, sao mà thông cảm cho mẹ em được. Đúng không? Sao mà không thử ngay một hướng nào đó khác đi. Em cố gắng lắm rồi, nhưng mà em không thể. Em phải có tự do của em chứ. Vậy, cái áo này sao, được không? Cũng được được, cũng ra dáng lắm á. À vậy hả? Thì tất nhiên rồi, em đẹp mà, bận cái gì không đẹp. Thôi đi ông, tự cho mình đẹp, tất nhiên là không có đẹp rồi. Tự tin á là đáng khen, nhưng mà tự tin quá là đáng ghét. Hả? Sao vậy? Em thấy không, có bao giờ mà chị tự khen chị là đẹp đâu, trong khi đó chị biết là chị đẹp nhất tỉnh luôn á. Chị nói hay quá, tự nhiên ghét người dễ thương giống vậy. Mà em có bao giờ tự kêu đâu, chẳng qua em là tự tin thì đúng hơn. Ừ, đúng không? Thôi đi, em làm ơn giùm chị, em tự tin quá. Thôi chị thử đồ giùm chị đi, không thôi á miễn nhăn cho chị bây giờ. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ em chào chị. Chị cho em hỏi. Em thuê phòng trọ hả? Dạ. Nhưng mà chị biết chủ nhà ở đâu không chị? Em ở dưới quê mới lên hả? Dạ. Em lên đây tìm việc làm mà chưa có chỗ ở. Thấy em có vẻ hiền lành, chị nói thiệt, em đi tìm chỗ khác mà ở đi. Chỗ này phức tạp lắm, toàn dân trộm cắp, cờ bạc, hút chích không à. Người đàng hoàng không có nhiều đâu. Chị ở đây biết bao lâu rồi mà chị cũng chịu không nổi nữa. Em đi lòng vòng từ sáng giờ muốn rã cả chân rồi mà chưa tìm được chỗ nào vừa ý hết. Em nản quá chị ơi. Cố gắng lên em, ở thành phố này khó sống lắm. Em ở đây coi chừng bị gạt đó nghe. Thôi chị đi chợ đây, chúc em may mắn. Em cảm ơn chị. Anh làm gì mà cứ nhìn em hoài vậy? Bộ em có gì lạ lắm hả? Hôm nay em rất đẹp. Nói vậy nghĩa là chỉ có ngày hôm nay em đẹp thôi, còn trước kia em xấu phải không? Trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp, nhưng mà hôm nay đặc biệt, em đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Như vậy, không lẽ anh Việt thích em chỉ vì em đẹp thôi hả? Nếu mà vậy, một ngày nào đó nhan sắc của em phai tàn, anh sẽ không đối hoài đến em nữa đúng không? Không phải như vậy đâu. Anh sẽ không bao giờ yêu một người chỉ vì hình thức bên ngoài. Anh yêu em vì tất cả những gì tạo nên con người em. Em biết không, em chủ động muốn gặp anh như vậy làm anh hạnh phúc lắm đó. Có phải là tình cảm em dành cho anh đã phát triển thêm một bước nữa không? Em đã bắt đầu thấy nhớ anh. Không dám đâu. Ai mà thèm nhớ anh làm gì chứ. Tại vì em
tự nhiên muốn gặp anh thôi, không được hả? Tất nhiên là được. Tối hôm qua anh muốn có một bất ngờ nhỏ nhỏ cho em, nhưng mà em không tới được. Bất ngờ gì đó? Bất ngờ gì vậy anh? Anh định giới thiệu em với Hoàng Anh. Việc định gài mình hay sao vậy? Không lẽ anh ta đã phát hiện ra trò chơi hai mặt của mình rồi sao? Anh với Hoàng Anh thân nhau từ hồi còn nhỏ, coi nhau như là anh em ruột thịt. Bây giờ anh có được một cô bạn gái tuyệt vời như em thì anh phải giới thiệu cho Hoàng Anh biết chứ. Hơn nữa em với Hoàng Anh cũng đâu có xa lạ gì. Anh nghĩ là nếu Hoàng Anh biết được chuyện của anh với em á, Hoàng Anh rất vui đó. Tất nhiên là chúng ta phải nói cho Hoàng Anh biết rồi. Nhưng mà tạm thời mình giữ kín bí mật này được không anh? Sao vậy em? Tại vì em thấy bây giờ chưa phải lúc đâu. Anh cảm thấy hình như là em không bao giờ muốn ai biết anh và em đang quen nhau. Không lẽ anh không xứng đáng làm bạn trai của em sao? Không phải là em muốn che giấu gì hết. Nhưng bây giờ thì không phải là lúc để chúng ta nói chuyện này ra đâu. Năng lực của em đã sắp được người ta công nhận rồi mà. Anh mà làm như vậy á hả, chẳng khác nào công sức của em đổ sông đổ biển. Hôm qua anh đã hứa với em thế nào? Chẳng phải là sẽ tin tưởng em, chờ đợi em và không gây áp lực cho em nữa. Rốt cuộc thành ra như vậy đó. Anh hiểu rồi, anh sẽ giữ lời hứa, anh không làm cho em buồn nữa. Kim Yến nè, anh yêu em, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em hết. Tại anh quá nôn nóng hấp tấp nên mới làm em khó xử thôi. Anh xin lỗi. Suýt nữa thì mình bị anh ta lừa rồi. Chắc chắn là đã nghi ngờ mình. Không được, không thể cứ sống mà phập phồng lo sợ như vậy hoài được. Nếu cứ tiếp tục vướng dít anh ta thì những gì mình đã tính toán sẽ bất thành. Không được, mình không thể thất bại như vậy được. Hay là bây giờ cứ gạt anh ta ra ngoài, coi như trước nay vốn chẳng có tình cảm gì hết. Nhưng làm như vậy cũng không được, anh ta chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ, nhất là khi biết được tất cả đều là sự sắp xếp của mình. Nếu bà ta cũng biết được mình định chơi trò điều khiển tình cảm cả thằng con trai yêu quý và đứa cháu khờ dại của bà ta, liệu có thể tha cho mình hay không? Không chừng đời mình sẽ tiêu tùng luôn đó chứ. Kim Yến, cô tình cờ đi ngang qua thấy trong phòng có mình cháu nên cô vô. Mọi người đi đâu hết rồi? Dạ mọi người đi xuống xưởng á cô, để xem hàng mẫu. Cháu đang chờ chị Phấn lên rồi cháu mới xuống. Hình như là cháu có chuyện gì đúng không? Cô thấy sắc mặt cháu lạ lắm. Dạ không có chuyện gì hết á cô, tại mấy bữa nay làm gì áp lực quá cháu thấy hơi mệt chút xíu. Nếu vậy thì tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Thôi để cô về phòng làm việc, chứ lỡ có nhân viên nào vào thấy cô với cháu nói chuyện thân mật thì gây rắc rối cho cháu đúng không? Dạ cảm ơn cô. Cô, cháu có chuyện này muốn nói với cô. Chuyện của em sao rồi? Chị thấy em có vẻ gì lo lắng lắm phải không? Hôm nay
em đi tìm nhà trọ. Nhưng mà em tìm hoài cũng không tìm được chỗ nào vừa ý hết. Chỗ thì xa quá, chỗ thì an ninh trật tự không đảm bảo, chỗ thì chật chội, không có chút không khí để thở nữa. Nơi nào được nhất á thì tiền thuê cao tận trời, em không trả nổi. Em cảm thấy mình vô dụng quá chị ơi. Em phải cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Mọi chuyện vẫn còn đang phía trước mà. Chị từng nghe người ta nói câu này nè: nếu ta không chịu quỳ gối trước số phận thì số phận nhất định phải chịu quỳ gối trước ta. Em thử xem. Mỗi khi đến đây, được nhìn những em bé có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vô tư đang chơi đùa, được nghe những lời an ủi động viên của chị, thì dù gặp bất cứ chuyện gì em cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em cứ đến bất cứ khi nào em muốn. Đây là nhà của em mà. Lẽ ra cháu không nên nói thật tình cảm của mình cho anh ấy biết. Vì cháu mà anh Việt đã chịu nhiều tổn thương quá rồi. Chuyện nam nữ rất khó mà nói trước được điều gì. Làm sao cháu có thể bắt ép được mình thích hay không thích ai đó chứ. Trái tim sẽ mách bảo cho cháu biết là sẽ làm điều gì phải thôi. Từ trước tới nay cháu vốn rất khó khăn khi phải nói ra là mình không có tình cảm gì với anh ấy. Nhưng mà gần đây á, anh Việt có những cử chỉ lạ lắm cô. Anh có những hành động giống như là cố chứng minh cho người ta thấy cháu là bạn gái của anh vậy đó. Anh còn hỏi chuyện cưới xin với cháu nữa. Cháu cảm thấy là không thể nào tiếp tục im lặng được nữa rồi cô. Bởi vậy hôm nay cháu mới quyết định là nói ra với cô. Có lẽ là Việt nó quá yêu cháu cho nên nó mới có hành xử như vậy thôi. Chứ bản thân Việt á, cô đã biết nó từ khi nó còn nhỏ tới giờ. Với tất cả mọi việc, dù là công hay tư, nó đều rất là lý trí. Cô nghĩ cháu cũng không có gì phải áy náy về chuyện là đã từ chối tình cảm của Việt đâu. Làm như vậy cháu chỉ muốn tốt cho nó thôi. Vậy sau khi cháu nói điều đó, nó tỏ thái độ như thế nào? Đây cũng chính là cái điều mà cháu băn khoăn nhất đó cô. Anh Việt nói với cháu là sẽ coi như chưa nghe cháu nói gì hết. Có nghĩa là sẽ vẫn đối xử với cháu như bình thường, như trước kia vậy. Vẫn coi cháu như là người yêu của anh ấy. Sao nó lại hành xử như vậy không biết nữa. Rõ ràng là nó đã hiểu tình cảm của cháu rồi, mà lại còn nhập nhằng không rõ ràng là sao. Như vậy thì quá thiệt thòi cho cháu. Mà với nó thì cũng đâu có gì tốt đâu. Cháu suy nghĩ nhiều lắm rồi cô, nhưng mà không còn cách nào khả thi hết. Mẹ cháu khuyên á, dù sao anh ấy cũng có tình cảm thật lòng với cháu, mà cháu thì lại chưa hề yêu ai. Thôi thì cứ đón nhận đi, sau này sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Ban đầu thì cháu cũng không tán thành cái ý của mẹ. Khi nghĩ đến chuyện gây tổn thương cho anh ấy, Cháu không có đành lòng. Có lẽ là Kim Yến à, không thể nào có suy nghĩ như vậy được. Thời đại bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Tình cảm cũng có thể xuất hiện sau khi kết hôn, nhưng cũng có thể là không bao giờ. Và nếu như nó không bao giờ xuất hiện thì cháu sẽ làm như thế nào? Bây giờ mọi thứ đã lỡ làng rồi, có phải sẽ làm tổn thương rất nhiều cho cả hai không? Chỉ bằng cháu hãy chọn một người yêu cháu thật lòng và cháu cũng yêu thương người đó. Cô ơi, nhưng mà cháu... Cháu ngồi xuống đây.
Cháu đừng có lo gì hết á. Cô sẽ có cách. Và bây giờ cháu chỉ cần yêu một người khác, và người đó cũng yêu cháu, cháu cũng yêu người đó. Cô nghĩ là việc nó sẽ nghĩ khác. Dù nó thật sự yêu cháu, cô nghĩ nó cũng sẽ không ích kỷ mà giữ cháu bên cạnh mình, bất chấp là cháu phải chịu đau khổ như thế nào. Chuyện này cứ để cô lo, được không Kim Yến? Thiệt không cô? Dạ. Vô đi, vô đi, mở cửa rồi nè. Trời, mua được nhiều đồ thích quá à. Nè, hai chị em mới đi đâu về vậy? Em chào anh Việt. Anh Việt. Chà, hai chị em đi đâu mà xách đồ lung tung vậy? Giống như là mua đồ cho cô dâu sắp về nhà chồng vậy đó. Thôi đi, ở dưới quê tụi em lấy chồng sớm, nhưng mà đâu đến nỗi là chưa học xong phổ thông mà lấy chồng đâu. Còn Hoàng Anh á, thì nó ế rồi, đừng có nói tới nó nữa. Nhiều chuyện nè. Em với đi đi shopping, mua đồ nè, cho đi đi làm á. Vậy hả? Mang tiếng là đi mua đồ cho em, chứ thiệt ra em chỉ có gói này thôi nè, còn như là cô bỏ hết á. Coi chịu nổi không? Ai kêu á, em đang nỉ chị đi chi, phải chịu thôi, kêu ca nữa hả? Kêu ca gì? Đi vô đi, đứng đây làm gì? Vậy hả? Ừ. Vậy thôi chị đi vô. Anh Việt, anh Việt, anh thấy em có đẹp không? Đẹp. Bởi vì người ta nói á, càng lớn có nhiều người khen em đẹp lắm á. Quậy dễ sợ quậy luôn á. Thôi ngồi đây anh. Nè, xin được việc làm rồi hả? Ừ, chính xác. Thứ hai tuần sau em bắt đầu đi làm. Hey, đúng là người sắp đi làm có khác ha. Nhìn phơi phới hẳn lên đó. Phải đi làm, chứ ở nhà hoài, ăn ở không hoài chán lắm. Nè, dì không nói gì việc em quyết định đi làm ở ngoài sao? Em không biết nữa. Với lại, cho dù thái độ của mẹ như thế nào cũng không thay đổi được quyết định của em. À, nhưng đây em báo cho anh luôn là em đã quyết định dọn ra ngoài sống. Em dọn ra ngoài sống hả? Ừ. Tại sao phải làm vậy? Ở nhà không khí ngột ngạt lắm, em không thể nào làm được cái gì hết. Lúc nào mẹ cũng nhắc với em chuyện phải tiếp quản tập đoàn. Mỗi lần nhắc tới chuyện này em ngán ngẩm lắm. Em rất mệt mỏi về đề tài này. Em biết nếu em còn ở nhà này thì nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Cho nên em quyết định dọn ra ngoài sống, sống một cách tự lập. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Em dọn ra ngoài sống, dì buồn lắm đó. Mẹ cũng đã tỏ ý hoài nghi về chuyện đó. Chính vì vậy mẹ muốn chứng minh cho mẹ thấy, khi em dọn ra ngoài sống, không cần cái cơ ngơi này của mẹ, em sẽ sống bằng khả năng của em. Em vẫn sống một cách đàng hoàng. Anh biết, anh biết là em bức xúc khi nghe những lời như vậy. Nhưng đó là sao? Đó chỉ là phản ứng nhất thời của mẹ em thôi. Anh nghĩ cái gì cũng có cách giải quyết của nó, đâu phải nhất thiết em phải dọn ra ngoài sống mới chứng tỏ được khả năng của em. Còn em thì em nghĩ đây là bước đầu tiên cần thiết mà em cần phải làm. Chuyển ra ngoài sống, em sẽ sống thoải mái hơn. Với lại em không bị mẹ kèm cặp nữa. À, thông báo danh vậy thôi, chứ cho dù anh nói gì đi nữa cũng không thay đổi quyết định của em được đâu. Anh biết mình đang đứng chỗ nào mà. Em không cần phải nhắc khéo một cách phũ phàng vậy đâu. Thôi không nói chuyện này nữa, đi vô trong nhà kiếm bia uống đi. Ừ. Đi. Anh với Hoàng Anh thân nhau từ hồi còn nhỏ, coi nhau như là anh em ruột thịt. Có chuyện gì hai đứa anh đều chia sẻ với nhau. Bây giờ anh có được một cô bạn gái tuyệt vời như em thì anh phải tâm sự với nó chứ. Hơn nữa, Hoàng Anh với em đâu có xa lạ gì. Anh tin rằng khi biết được mối quan hệ của hai đứa mình, nó sẽ rất là vui.
Bạn gái của Diệt. Suýt chút nữa là mình phải đụng độ với Hoàng Anh với tư cách là bạn gái của Diệt rồi. Nếu tối qua mình nhận lời thì chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Mọi thứ sẽ chấm hết. Diệt, anh dám chơi trò này với tôi sao? Cứ để coi con này sẽ đối phó với anh bằng cách nào nha. Yến à, Yến, Yến à, trời đất ơi, Yến à, cái gì mà sao con ném ly bể tùm lum hết trơn vậy? Nè, con gái yêu của mẹ, con bị ai ức hiếp rồi phải không? Con không làm gì ai thì thôi, ai dám làm gì con hả mẹ? Tại bữa nay á, con gặp toàn mấy chuyện bực mình thôi. Có phải là chuyện liên quan đến chuyện chinh phục con trai của tập đoàn thời trang đó phải không? Sao mẹ biết? Mẹ đổi nghề làm thầy bói được rồi đó. Bói toán gì đâu chứ. Mẹ thấy từ ngày con dựng lên cái màn kịch cứu cậu ta cho tới bây giờ, con đâu còn quan tâm tới chuyện gì khác nữa chứ. Chỉ có người thừa kế của tập đoàn đó mới làm cho con buồn, vui hay là phẫn nộ, đúng không? Đúng là mẹ hiểu con nhất nha. Mẹ, mẹ nghĩ sao nếu như mà bến đổ cuộc đời của con là chủ nhân của một tập đoàn thời trang danh tiếng nhất hiện nay? Mẹ thấy những điều con muốn từ trước cho đến nay chưa có cơ sở nào để chứng minh là sẽ thành công hết. Con chắc chắn sẽ làm được mà. Bà Tuyền chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Nếu như mà Hoàng Anh thuộc về con thì con sẽ là bà chủ tương lai của cả một gia tài kết xù đó, và cả cái địa vị mà bao nhiêu nhà thiết kế hiện nay mơ ước nữa. Vậy còn anh chàng Diệt theo đuổi con bấy lâu nay thì sao? Con chỉ lợi dụng anh ta thôi, chứ đâu có yêu thương gì anh ta phải không? Đúng là mẹ hiểu con nhất đó. Đối với con hả, Diệt chỉ là người đảm bảo vị trí của con ở phòng thiết kế thôi, và làm bàn đạp giúp con để con tấn công Hoàng Anh thôi. Chỉ có vậy thôi. Nhưng dù sao á, họ cũng là hai anh em mà. Sớm muộn gì á, Diệt cũng sẽ giới thiệu con cho Hoàng Anh biết thôi. Con có thể lẩn tránh hay giấu giếm mãi được không? Con cũng đang tức chết vì chuyện đó nè mẹ. Hôm qua chút xíu nữa là con bị lộ diện. Nếu mà để Hoàng Anh vô tình biết mối quan hệ giữa con và anh Diệt hả, con chắc chắn sẽ thất bại. Mọi thứ sẽ kết thúc tại chỗ liền. Mà con cũng không biết nữa. Anh ta chẳng biết lúc nào sẽ nổi điên lên rồi muốn giới thiệu con. Con không kiểm soát được chuyện đó. Con muốn phát điên lên nè mẹ. Vậy thì con phải càng cẩn thận hơn mới được. Mà nếu như sau này con chiếm được Hoàng Anh rồi á, thì thằng Diệt nó suy nghĩ như thế nào? Con không quan tâm chuyện anh ta sẽ suy nghĩ gì. Con cần Hoàng Anh thôi. Mà đến lúc hả, anh Diệt nhận ra điều này, mọi chuyện đã muộn hết rồi mẹ ơi. Nếu nói vậy thì có yêu Hoàng Anh chứ. Tình yêu là cái gì hả mẹ? Nó quá xa xỉ đối với con. Yêu có được lợi ích gì đâu. Trái lại, khi mà không yêu á thì mới đủ tỉnh táo để tính toán chuyện thiệt hơn. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng mà mẹ đang có điều phải lo lắng đây. Mẹ sợ sự lạnh lùng và bất chấp tất cả để hành sự sẽ giết chết tất cả những tình cảm chân thành ở trong trái tim con. Con nhớ là mẹ dạy con như vậy mà. Phải biết gạt bỏ tất cả những gì cản trở trên đường đi của mình. Nếu cần thì cứ dẫm đạp lên chúng để bước qua. Đúng là trước đây mẹ đã từng nói như vậy. Nhưng mà bây giờ mẹ cảm thấy bất an vì đã giáo dục con theo cách đó. Vô đi. Gì? À con. Dì uống trà đi dì, coi chừng nóng nha dì. Dì nè, tối rồi sao dì không nghỉ ngơi đi, còn làm việc nữa? Dì đang coi mấy mẫu thiết kế của nhà thiết kế trẻ người Pháp. Con nhìn coi, đúng là tuổi trẻ nha.
sự khác biệt rất rõ. Đường nét linh hoạt, khỏe khoắn, gợi cảm, lại có phần táo bạo nữa. Ở tập đoàn, dì cũng đã mệt mỏi cả trăm thứ chuyện rồi. Về nhà, đúng lẽ ra là dì phải nghỉ ngơi chứ. Nếu dì cứ lao lực như vậy, con nghĩ là chỉ một vài năm nữa sức khỏe của dì còn tuột xuống đó. Thì dì cũng đã già rồi, việc mệt mỏi làm sao tránh khỏi được chứ. Còn những cái này á, là niềm đam mê của dì, là cái nghiệp của dì. Với nó, dì không cảm thấy mệt mỏi hay là chán nản gì hết á. Con hiểu rồi. Bây giờ mà con có khuyên gì cũng chẳng có được đâu. Con chịu thua gì rồi. Việc nè. Dạ. Có chuyện này gì gì muốn hỏi ý kiến của con. Có chuyện gì chị cứ nói đi, con nghe nè. Đó là chuyện của Kim Yến, cô gái đã cứu Hoàng Anh nhà mình đó mà. Kim Yến? Có chuyện gì về Kim Yến hay gì? Như vậy, vì dì đã chấm Kim Yến cho Hoàng Anh nhà mình. Con thấy có xứng đôi vừa lứa không? Dì... dì thích Kim Yến lắm đúng không dì? Một người như Kim Yến á, chắc chắn là phải có nhiều người yêu thích rồi. Dì đã định chấm Kim Yến cho Hoàng Anh nhà mình. Dì sẽ thử ướm xem ý Hoàng Anh ra sao. Nhưng dì nghĩ là sẽ không có trở ngại gì đâu. Nhưng dì đã hỏi ý của Hoàng Anh chưa? Con sợ là Hoàng Anh nó có bạn gái rồi thì sao dì? Hay là có thể là Hoàng Anh nó cũng thấy Kim Yến không hợp với nó? Không có đâu. Dì thấy Hoàng Anh rất là quý mến Kim Yến. Hơn nữa lại đã từng chịu ơn cứu mạng của con bé, nên tình cảm sẽ càng khăng khít hơn. Nhưng chỉ có tính tình của Hoàng Anh thì con cũng biết rồi đó. Nó rất là tự cao. Nếu bây giờ hỏi xem nó có thích Kim Yến không thì chắc chắn là nó sẽ không thừa nhận. Hoặc là nó sẽ cố ý né tránh, chống đối. Dì nghĩ chi bằng chúng ta cứ để từ từ cho chuyện đó tới tự nhiên. Dì thấy hai đứa rất hợp với nhau. Thêm nữa, chuyện Kim Yến cứu được Hoàng Anh không phải là chuyện là một mối duyên tốt hay sao chứ. Tính tình của Hoàng Anh thì chắc con cũng đã biết rồi đó. Nó ít đón nhận tình thương mà luôn tỏ ra gai góc, nghiệt ngã với cuộc sống. Dì muốn nó lập gia đình sớm, có tình yêu thương của một người phụ nữ, chắc chắn nó sẽ nhu hòa hơn, ấm áp hơn. Dì à, nhưng mà chắc là dì cũng chưa hỏi ý kiến của Kim Yến đúng không dì? Có thể là Kim Yến có bạn trai rồi thì sao? Thì do vậy dì mới hỏi là ướm thử ý Kim Yến coi sao. Nhưng mà nếu tình cảm của cô ấy với người kia chưa sâu sắc lắm thì dì nghĩ là dì sẽ năn nỉ nó suy nghĩ lại thôi. Dì thật sự rất muốn có một đứa con dâu như là Kim Yến. Vẫn xin là chính mình, bằng tình yêu nồng thắm chấp nhận bẽ bàng, bằng tình yêu thiết tha vượt qua khó khăn, vượt qua bóng tối. Và chiếu ánh dạng ngời dìu đưa ta đến niềm vui, tình xóa tan u mờ, tình đẩy lối hững hờ, vượt thắng nỗi sợ đêm khuya.